Lý Đại Côn được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai diễn Hạt Vương trong Sơn Hà Lệnh. Từng có tin đồn anh là người được đạo diễn nhắm đến cho vai nam chính của phim nhưng từ chối vì lý do không hợp. Lý Đại Côn sinh ngày 4 tháng 7 năm 1992 tại Hồ Nam, tốt nghiệp trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Năm 2015, anh chàng vào vai Bạch Ngọc Đường trong Ma Lạt Bạch Ngọc Đường nhưng chưa tạo nên ấn tượng tốt với khán giả. Sau đó, nam diễn viên nhận vai Thái tử Vũ Tộc của phim Cửu Châu Thiên Không Thành, Quay Ngược Thời Gian. Đến năm 2020, Lý Đại Côn góp mặt trong Sơn Hà Lệnh mới thực sự được nhiều người biết tới. Ban đầu, nam chính Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn không thuộc về Cung Tuấn, Trương Chiết Hạn mà được định do Lý Đại Côn và Mao Tử Tuấn đảm nhận. Thế nhưng, khi Mỹ Nam họ Lý xem kịch bản lại cảm thấy không hợp nên đã chủ động rút lui, còn Mao Tử Tuấn vì vướng lịch trình từ trước nên đã từ chối cơ hội tốt này. Tuy Lý Đại Côn đã từ chối vai chính nhưng anh vẫn thử sức thành công với vai phản diện Hạt Vương trong Sơn Hà Lệnh. Hạt Vương nổi tiếng độc ác, cũng chính là con trai nuôi của trùm cuối Triệu Kính. Vậy nhưng tạo hình và vẻ đẹp của Mỹ Nam họ Lý lại đặc biệt gây chú ý cho khán giả, đồng thời là người đứng thứ 5 trong danh sách các Mỹ Nam của phim. Bốn cái tên còn lại thuộc top 5 Mỹ Nam Sơn Hà Lệnh bao gồm Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Tào Úy Ninh. Diệp Bạch Y, Hoàng Hữu Minh đảm nhận là một nhân vật có võ công cao cường, dù đã rất nhiều tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn trẻ trung như chàng trai 20 tuổi. Mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng diện mạo của nam diễn viên thật sự đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất, và Diệp Bạch Y chính là người đứng đầu trong bảng danh sách Mỹ Nam của bộ phim Ăn Khách. Có thể nói, Ôn Khách Hành là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn. Tính đến thời điểm 2020, từ phục trang cho đến lối trang điểm, anh chàng này đều khiến chị em lịm tim. Vậy nhưng, xét về nhan sắc, Ôn Cốc Chủ chỉ đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Mỹ Nam mà thôi. Chu Tử Thư là một trong hai nam chính của Sơn Hà Lệnh. Vai này do Trương Chiết Hạn đảm nhận, Tử Thư không chỉ là người trọng tình trọng nghĩa, giỏi võ nghệ mà còn rất đẹp trai. Trong số dàn Mỹ Nam thì anh xếp hạng 3. Tào Úy Ninh là một nhân vật hiền lành và yêu A Tương hết lòng. Vì người thương, anh sẵn sàng từ bỏ môn phái của mình. Vậy nhưng trong ngày cưới, cặp đôi lại bị hại. Vai diễn Tào Úy Ninh của Mã Văn Viễn nhận được nhiều ái mộ của chị em phụ nữ nên đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách. Từng có thông tin, vì Sơn Hà Lệnh không có nhiều đầu tư nên diễn viên mới không muốn hợp tác. Ekip cũng đã mời nhiều tên tuổi đình đám trong giới nhưng họ đều từ chối tham gia tác phẩm này. Sau khi rộ tin cặp nam chính chỉ là cứu nguy gấp cho phim, nhiều người đã cảm thấy may mắn vì nhân vật Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã cho Cung Tuấn và Trương Chiết Hạn đảm nhận. Bởi lẽ, cả hai đã cho fan nguyên tác và khán giả cảm nhận được nhân vật như trong truyện. Đồng thời, kỹ năng diễn xuất cũng được mọi người công nhận. Trở lại với Lý Đại Côn, sau khi nổi tiếng nhờ vai phản diện trong Sơn Hà Lệnh, anh nhận vai Mộ Ngọc diễn xuất cạnh Từ Chính Khê, Dương Siêu Việt, Đặng Vi. Năm 2022, khi phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 do Cúc Tịnh Y, Trần Chiết Viễn chủ diễn khai máy, khán giả một lần nữa chú ý đến vai nam phụ Lệ Giang Lưu do Lý Đại Côn đảm nhận. Trong phim, anh một lòng yêu tiểu thư nhà họ Trần nên đã gạt cô và ảo ảnh sống một đời với mình. Nào ngờ mưu kế của chàng trai lại bị nhóm của Vân Thiên Hà, Trần Chiết Viễn phá hoại. Cũng từ đây, Lệ Giang Lưu mất đi người mình yêu thương nhất nên đã hận nam nữ chính đến tận xương tủy và quyết tâm trả thù họ. Lối diễn xuất của Lý Đại Côn không có gì để bàn cãi, đặc biệt là tạo hình trong phim được khen có phần lấn át cả nam chính. Vốn sở hữu vẻ ngoài hợp cổ trang nên vai diễn lần này thực sự sinh ra để dành cho anh. Thời điểm Tiên Kiếm 4 phát sóng, những tập đầu tiên đã đạt 7.000 nhiệt trên nền tảng EQG. Số liệu khởi đầu cho thấy khá khả quan giữa ồn ào tranh cãi phiên vị của nam nữ chính Cúc Tịnh Y, Trần Chiết Viễn. Tác phẩm cũng được chuyển thể từ game tương tự các phần trước. Nội dung các phần độc lập nên dễ theo dõi. Nội dung những tập đầu nhìn chung khá hài hước nhưng vẫn kém hấp dẫn. Có người khen ngợi Trần Chiết Viễn cân tạo hình tốt, nhưng kẻ lại cho rằng anh hợp với phim hiện đại hơn. Về phía Cúc Tịnh Y, khi bớt đi những phụ kiện tóc tua rua, diêm dúa cũng được khen ngợi không ít. Diễn xuất bộ đôi ở giai đoạn đầu không quá gai mắt vì chưa có diễn biến đòi hỏi cảm xúc phức tạp, nhưng cũng chỉ nằm ở mức bình bình, không tốt, không dở, chẳng đọng lại được gì. Liễu Mộng Ly, một trong những nhân vật được yêu thích của series trò chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp cũng xuất hiện, nhưng so với tưởng tượng của khán giả thì tạo hình Mao Hiểu Tuệ trong vai này lại gây thất vọng. Bởi Liễu Mộng Ly là đệ nhất mỹ nhân của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, cũng là một trong tam đại mỹ nữ của cả series, thiếu nữ con quan, thông thạo cầm kỳ thi họa, đoan trang thanh nhã. Vậy mà lên phim, cô lại trông nhạt nhòa, uể oải, yếu ớt và thiếu sức sống. Tuy nhiên, càng về sau, Mao Hiểu Tuệ lại được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất ổn áp, ở nhiều phân cảnh thậm chí còn át vía cả nữ chính Cúc Tịnh Y.